Hiện tại tim tôi đang bị hồng nên không có sợ, giảm lại. Mày chạy ông nội mày hả? Nóng rồi. Trời lắc ơi, làm như đường bó tay. Ai Di Đà Phật, xin lỗi mọi người. Mình nóng quá mình chửi. Sao mấy ông kia nắng lên luôn, gấp luôn rồi, ba chiếc luôn à. Ngược ẩu á. Giảm lại. Quá ẩu luôn. Đường nó thì nó không có cái vạch liền, nhưng mà cái cua đó là không nên vượt. Thì ta tự như mình chửi sai. Chạy tốt quá không, ta cũng bám theo cũng đâu kịp đâu, thấy không? Tự nhiên mình đâu mình chạy mình nhường cho ta, mình thiệt thòi. Sát lề quá là mình nó ổ gà không trọng. Sau khi đã dừng ngay chỗ km 62, mình đi tiếp tục các bạn, để mình đi ra quốc lộ 20 nha, để mình lên Đà Lạt. Thì những cái cua này nó cũng tốt, nó ngon lành. Mình đang đợi ông chú đi mô tô lên thôi. Ông chấp cho mấy chục cây số. Ông chấp cho mấy chục cây số, chút xíu chạy lên. Tại mình đang bổ túc cho nữ biker đang lên đèo Gia Bắc. Nói chung là các bạn tốt, các bạn lấy cứng là mình sẽ cho bạn nâng cao thêm kỹ năng thêm. Mình ở hạn chế lắm nhưng mà đừng có quá nơi cái nào nguy hiểm đó, mình sẽ hạn chế lại, còn các bạn cứ đi bình thường, đúng không? Hiện tại tim tôi đang bị hồng nên không có sợ, giảm lại. Mày chạy ông nội mày hả? Nóng rồi. Trời lắc ơi, làm như đường bó tay. Ai Di Đà Phật, xin lỗi mọi người. Mình nóng quá mình chửi. Sao mấy ông kia nắng lên luôn, gấp luôn rồi, ba chiếc luôn à. Ngược ẩu á. Giảm lại. Quá ẩu luôn. Đường nó thì nó không có cái vạch liền, nhưng mà cái cua đó là không nên vượt. Thì ta tự như mình chửi sai. Quá ẩu đi bạn. À, đường thẳng mình vượt không sao. Đường kiểu đó có ai biết chỉnh sửa video clip cái khúc mình chửi ngừng tắt cái đó được không? Edit.
Trời ơi, hơn là nữ biker tôi lấy cứng á. Mình cứ giữ nguyên, mình thẳng vô đầu xe đó luôn, mình thắng lại. À, lỡ có va chạm đi nữa thì bên kia toàn bộ hết. Còn lỡ mình né đi, à, mình hết đường rồi mình né, mình lọt dưới kia hoặc là va chạm vô trong kia là mình thiệt thòi, đúng không? Là nó đâu đầm mình đâu, đúng không? Tại mình bẻ mà, à, mình thắng lại mà có sự va chạm đối diện nhau thì anh đó sẽ lụm hết luôn. À, rồi à, giảm à mấy này nó không nhiều mình thôi, mấy này kia nó thắng chứ này nó không có thắng đâu. À, ở đây nó không thắng đâu, cứ từ từ thôi đó, giữ chưa. Ừ, dưới kia có hồ đẹp Gia Bắc, à, có khu vui chơi, khu du lịch. Nhớ tài xế nhớ bám đường nha, nhìn nó trước nha, ở sau ngồi coi được thôi, chỉ ngó mệt lắm. Ở đây có khúc dưới đây đẹp các bạn, ở đây có cái địa điểm dừng chân đẹp. Nói chung cái khúc này là từ ngay chỗ km 62 đổ xuống là đường nó hơi xấu giống vậy các bạn, nhiều khi nó bị ở trong nó cũng có hố, nên các bạn đi cẩn thận ha, đường thì nó gần gần. Nhưng là những cái xe vượt ẩu, những xe lớn, xe lớn thì chạy xuống thì nó bự quá, tại đường nhỏ thì mình phải nhường cho những anh em xe lớn, mình có thể sát vô trong. Đường thoáng nhưng mà lâu lâu thì cũng có người y người ta vượt ẩu. Thì đường này nó không cấm vượt, nó không có vẽ vạch liền, nhưng mà có cái này, cái cua này là không nên vượt. Không, ai biết được chuyện gì xảy ra, tại cái cua nó che khuất tầm nhìn rất nguy hiểm, giống như nãy trường hợp này đó, thì cứ ai cứ vượt qua cứ thắng là thôi đó, vượt đó đầu thắng thôi. Dù mình chống hay trong này mình né, còn có chống đó mình cứ thắng lại, mình hết cách xử lý rồi mình thắng lại thôi. Thank you.
cho người ta qua. Ta đi được thì ta đi đó. Chạy sớm chút xíu nha, cái đầu xe hướng 13 giờ em chạy sớm chút, nó tạt qua là vừa, em để trả cái nó lớn bên kia chút ha. Đứa ngồi sao ổn không? Trời, chắc ngồi ghế tiệm thuốc rồi. Ghế tính tiệm thuốc hả? Chả tìm à? Dạ. Rồi hôm nay chậm chậm lại chút đồn mà. Đó cái chiều cũng đẹp. Đang thở xin mọi người. Nói chung là các bạn lấy tốt là mình sẽ cho bạn nâng cao. Mình đã hạn chế đó, đừng có lố quá tốc độ thôi. Còn nào nguy hiểm quá thì mình giảm, còn nào mà ổn thì mình cứ phát huy. Xe bên trái này mình để lọt hố thôi, xe này mà lo gì.
giảm lại, như là mình phải giảm tốc, phải không? Rồi đi tiếp. Nãy giờ chỉ có hai chiếc mới dám vượt qua xe mình, còn như mất tiêu hết rồi. Trời, ông kiếm lớn mình kia nó giảm lại lên tức. Rồi đi tiếp. Nói chung là bổ túc nâng cao mà. Nâng cao là phải do các bạn nâng cao vượt qua phòng giới hạn. Có nhiều bạn lái tốt mà cứ ém người ta hoài, sao người ta lái tốt được, đúng không? Học với mình hơi bạo lực chút xíu là tim mình đã bị hồng hết rồi. Chỉ tội nghiệp nhỏ ngồi sao. Đó đúng rồi, thay đổi số. Đây là khu du lịch nha các bạn. Đây có khu du lịch bên trái. Đó, khu du lịch bên trái. Nhân cơ mình cũng chuẩn bị ra quốc lộ 20 nha các bạn. Ngay chỗ bên phải là ngay chỗ giáo xứ Di Linh à, các bạn thấy bên phải không, giáo xứ Di Linh nè. Rồi em đi ra làng ngoài. Tốc độ trong khu dân cư nha. Thì các bạn từ đây thì các bạn cứ đi thẳng lên Đà Lạt luôn ha. Trong khu dân cư không có giải phân cách cứng là 50 nha, chứ không phải là hai vạch. Hai vạch đó là giống như là lượng cứng đâu nha, nó khác nha. Chứ có nhiều bạn nói là hai vạch này tượng trưng nhìn lương cứng, lương cứng thì chạy tốc độ 60 thử coi rồi bắn không. Rồi ok, mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Cảm ơn các mọi người đã theo dõi, chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn. Chút xíu mình chạy lên, chút xíu mình sẽ đổi tài lại cho bạn này chạy lên thẳng lên cao tốc Liên Khương, rồi đèo Ven lên ngay chỗ địa điểm của dừng chân của mình, nghỉ ngơi của mình ha.